Chào mừng các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe tải nhẹ trọng tải 930 kg, có một cái bộ máy, một cái sức mạnh lớn nhất trong tất cả các cái chiếc xe tải hiện tại dưới 1 tấn hiện tại đang có trên thị trường. Trước mắt các bạn là một cái dòng xe tải hoàn toàn mới của thương hiệu SIM, nó chính là thương hiệu của Đông Ben đấy. Trước đây là Đông Ben và sau này nó đã chuyển tên thành SIM. Thì khi SIM vào thị trường Việt Nam, họ vẫn chưa giới thiệu được bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào mang cái thương hiệu đó. Thì đây chính là cái dòng sản phẩm đầu tiên mang rất nhiều tinh túy của thương hiệu này. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình ô tô Thiện Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong ba cái sản phẩm xe tải nhẹ. Đây các bạn có thể nhìn qua, trọng tải là 930 kg của SIM. Đây bên ngoài cùng kia là một chiếc xe thùng lực, đây là thùng kín và đây là thùng nguyên bản. Đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn, đây là một trong những cái sản phẩm mới nhất của nhà máy SIM. Bây giờ mình sẽ nói luôn là cái nhà máy Đông Ben cho các bạn dễ hình dung. Đông Ben, đây là cái sản phẩm mới nhất của Đông Ben mang cái thương hiệu SIM, một thương hiệu mẹ của cái nhà máy này. Đây là một trong những cái sản phẩm hoàn toàn mới, có rất nhiều công nghệ mới mà trong video này mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Điểm đầu tiên này, chúng ta sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn mới. Đây các bạn nhìn qua, mình sẽ sử dụng cái con mui bạt này để review cho các bạn xem một cái sản phẩm này, một chiếc xe với cái thiết kế ngôn ngữ hoàn toàn mới. Các bạn nhìn thấy cái logo SIM ở đây, màu đỏ được dán chắc chắn trên táp lô như này, rất khó bị rơi. Chúng ta sẽ có một cái khe lấy gió rất là đặc biệt và hệ thống đèn projector. Đây là một cái hệ thống đèn các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được trên các cái chiếc xe tải hiện tại đang có trên thị trường, chỉ có sản phẩm này thôi. Thì tên của cái sản phẩm này là SIM 930, nó cũng là cái trọng tải của cái sản phẩm này luôn, và nó cũng là một trong những cái xu hướng đón đầu ở cái thị trường Hà Nội. Tại vì sắp tới đây, từ ngày 1 tháng 7, thì nhà nước mình sẽ cấm những cái xe trọng tải trên 950 kg được đi trong phố. Thì cái sản phẩm này với 930 kg các bạn hoàn toàn có thể lưu hành trên phố đấy. Mời các bạn sang bên riêng này. Với cái sản phẩm mới này thì chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta vẫn có cái công nghệ Euro 4, và chúng ta đặc biệt là chúng ta có một cái xe trọng tải có 930 kg thôi, nhưng cái trái tim của nó là cái bộ máy 1.5 lít, sản sinh ra công suất cực đại là 80 kW ở chỉ với 5.200 vòng quay trên 1 phút thôi. Cái vòng với vòng tua thấp mà đã đạt được công suất cực đại lớn ấy, các bạn đi trong thành phố nó rất là khỏe. Đấy là điểm thứ hai. Đây hiện tại là một trong những cái sản phẩm mà xe tải nhẹ có một cái bộ máy mạnh nhất. Đấy, bộ máy 1.5 tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 6 lít cho 100 km thôi. Đấy. Ở đây chúng ta có một lớp sơn 11 lớp của nhà máy Đông Ben cũng rất quen thuộc rồi, và đặc biệt là cái hệ thống khung gầm, hệ thống sắt xi này. Hệ thống sắt xi rồi hệ thống thép của xe nó rất là chắc chắn. Để biết được một chiếc xe tốt hay không, các bạn hãy thử rung nó để các bạn thấy được cái sự chắc chắn của cái hệ thống khung gầm này. Đấy. Và đặc biệt điểm thứ ba đó là cái thùng xe này rất là cao hơn rất nhiều so với những chiếc xe khác. Cái thùng này nó cao tới 80 phân, thì cho các bạn là nếu các bạn trèo lên đây thì rất là khó. Chiếc xe này nó cao hơn những cái sản phẩm hại hiện tại đang có, cho phép các bạn lội nước, nhất ở trên thị trường Hà Nội ngập lúng suốt. Thì với cái chiếc xe cao như này, các bạn đi trong lội đô mà các bạn ngập, các bạn không ảnh hưởng gì. Cái điểm đặc biệt thứ ba, đây chúng ta sẽ thêm qua cái thùng này. Cái sản phẩm này là thùng mui bạt. Đấy, có 3 màu cơ bản, trắng, bạc và xanh. Đây là một cái sản phẩm màu xanh. Đây các bạn có thể ngó qua bên này để chúng ta xem là cái thùng kín. Đây là thùng kín này, còn kia là thùng lực. Tất cả các thùng ở đây thì nó không còn lựa chọn của tôn kẽm nữa, mà tất cả là chuyển sang inox. Đấy, cho các bạn là cái thùng sáng hơn, sạch sẽ hơn. Đấy, đây cũng đây, và các bạn nhìn này, cái thùng này nó rất là cao. Đấy, thông thường những cái hãng khác thùng này nó rất là cao. Đấy, chúng ta có thể nhìn qua hệ thống lốp, vẫn là lốp 175R13, rất là dễ dàng thay thế và phụ kiện cực kỳ rẻ. Kia các bạn nhìn thấy một đống lốp kìa. Đấy, vô cùng rẻ. Thì đây là ưu điểm. SRM hay Đông Ben cũng là một trong những cái dòng xe mà có rất nhiều phụ kiện thay thế. Các bạn cần bất kỳ một cái gì có thể qua bên mình sẽ thay thế hết cho các bạn. Mời các bạn vào cabin, mình sẽ giới thiệu đến cái phần nội thất của cái sản phẩm này là có gì đặc biệt. Trước tiên, với một chiếc xe vô cùng rẻ, các bạn chỉ sở hữu nó chưa tới 200 triệu, chúng ta có ghế da chính hãng, không phải da bọc. Chúng ta có điều hòa 2 chiều, trợ lực lái điện,
khóa điện, kính điện và đặc biệt là hệ thống multimedia, camera lùi, camera hành trình 5 inch ở đây. Đó, chúng ta đây là phanh tay này, ta có cái cần số 5 số tiến, 1 số lùi rất quen thuộc. Cabin hoàn toàn mới, không giống bất kỳ một chiếc xe Đông Ben nào hiện tại đang có trên thị trường. Cabin này thiết kế lại hoàn toàn nhựa đen thôi nhưng mà nhựa chất lượng cao. Đó, ở đây là hệ thống Android nhé, đây là đầu Android nhé các bạn. Nó vẫn chưa Việt hóa đâu nhưng mà trong các phiên bản lần sau nó sẽ được Việt hóa. Thì nó sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản cao cấp thì nó sẽ được trang bị cái màn hình này, và một cái phiên bản bình thường hơn thì sẽ không có. Ở đây chúng ta cái đồng hồ, chúng ta sẽ thấy một vài cái điểm đặc biệt. Đồng hồ ở đây sẽ thể hiện được thứ nhất là vòng tua, thứ hai chúng ta sẽ biết được cái lượng xăng còn để di chuyển khoảng bao nhiêu km cho đến lúc mà nó hết xăng. Đây là một trong những cái điểm nó rất là tiện cho các bác tài xế. Rồi. Như vậy với chưa tới 200 triệu chúng ta sẽ có một chiếc xe hoàn toàn mới của Đông Ben. Khi một cái chiếc xe mới thì họ sẽ nhồi nhét vào đây tất cả những cái gì tốt nhất để tung ra thị trường. Nếu các bạn sở hữu nó, các bạn sẽ sở hữu được một trong những cái dòng sản phẩm tốt nhất của cả một cái thương hiệu này. Đấy, chúng ta có một chiếc xe chưa tới 200 triệu, có điều hòa hai chiều, kính điện, trợ lực lái điện, ghế da, FM radio và cái camera lùi, camera hành trình 5 inch, và đặc biệt là cái máy lên tới 1.5 lít, tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 6 lít cho 100 km. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là cái chế độ bảo hành của cái sản phẩm này dài hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm xe tải nhẹ hiện tại đang có trên thị trường, cụ thể là 5 năm và 150.000 km. đó là một trong những cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này. Họ tự tin bảo hành 5 năm, bởi vì sao? Bởi vì cái máy của họ đang sử dụng cái công nghệ của Đức tốt hơn nhiều, và họ chắc chắn rằng nó tốt hơn so với những cái sản phẩm hiện tại họ đang có. Nếu bạn quan tâm sản phẩm này hãy gọi cho mình 0987 33 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.